Vẽ tranh thành thật. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh, tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống một cuộc sống côi cút một mình, hằng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày. Mã Lương rất thích vẽ, nhưng vì nhà cậu nghèo quá, nên một cây bút vẽ cũng không mua nổi. Quả là danh bất hư truyền, bức tranh thật có hồn, quan lớn quá khen. Bác họa sĩ ơi, cháu cũng thích được vẽ, nhưng nhà cháu nghèo không có tiền mua bút. Bác có thể cho cháu mượn một chiếc bút vẽ của bác để cháu được thử vẽ nó một lần được không ạ? Đã nghèo lại còn đua đòi vẽ vời, tính làm trò cười cho thiên hạ hả? Việc học thì làm gì phải phân biệt giàu nghèo, chả nhẽ nghèo thì không được học vẽ sao? Mặc dù bị chế giễu, nhưng Mã Lương không vì thế mà từ bỏ niềm đam mê của mình. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cậu đều tập vẽ. Tài nghệ của cậu tiến bộ rõ rệt từng ngày. Những gì cậu vẽ đều giống y như thật. Cụ là ai thế? Ta là tiên ông. Ta đến đây tặng cháu cây bút thần này. Sở hữu nó cháu sẽ có trong tay rất nhiều phép màu và quyền năng thần kỳ. Cụ tặng cháu cây bút này thật sao ạ? Đúng vậy, cháu xứng đáng được nhận món quà này. Nhưng cháu phải ghi nhớ lời cháu đã nói, chỉ vẽ để giúp đỡ người nghèo khó và vì người dân nghèo mà cầm bút vẽ. Cháu hãy nhớ rõ điều này nha. Vâng ạ, cháu sẽ luôn ghi nhớ ạ. Cháu cảm ơn cụ nhiều lắm. Hả? Là mình đang mơ sao? Ôi, cây bút, hóa ra là thật, không phải là mơ. Thử dùng cây bút kỳ diệu này vẽ xem sao. Nó quả đúng là cây bút thần thật rồi. Cậu vẽ thêm một con cá thì con cá trong tranh biến thành cá thật và quẩy đuôi bơi tung tăng. Ghi nhớ lời hứa với tiên ông trong giấc mơ, hằng ngày Mã Lương vẽ không biết mệt mỏi để giúp đỡ người dân nghèo trong làng. Quả như lời đồn, thằng bé kia có tài vẽ mọi thứ thành thật được. Tốt lắm, phen này ta phát tài rồi. Ta có việc cho nó rồi. Bay đâu, ra bắt thằng bé kia về phủ cho ta. Thả ta ra, các người bắt tôi đến đây làm gì? Cậu là Mã Lương đấy hả? Đừng có sợ, hôm nay ta gọi cháu đến đây là để cháu được trổ tài nghệ của mình thôi mà. Nghe nói cháu có cây bút thần, vẽ bất kỳ thứ gì đều biến thành thật. Phủ nhà ta đang thiếu một số thứ, vậy cháu hãy vẽ giúp ta nha. Nhà ông vào nước đố đổ vách thế này, tôi thấy có thiếu gì đâu chứ? Cháu không biết đây thôi, nhà ta cái gì cũng có, nhưng có một thứ rất thiếu, đó là vàng. Cháu hãy bao vẽ thật nhiều vàng cho nhà ta đi, lúc đó cháu muốn gì ta cũng đáp ứng. Ông có giết tôi thì tôi cũng không vẽ đâu. Ranh con, dám thách thức ta hả? Bay đâu, giam nó vào ngục và bỏ đói nó, để xem nó cứng đầu được không. Chắc chắn ranh Mã Lương đã chết đói chết rét trong đó rồi, để xem dám ngang ngạnh không chịu vẽ cho ta không. Hả? Thằng bắt con, hắn vẫn chưa chết mà còn sung sướng thế này sao? Để xem bị lấy đi bút thần nó còn làm được gì. Bay đâu, mau vào lấy cái bút trong tay thằng Mã Lương ra đây cho ta. Lũ vô dụng, để nó thoát mất rồi. Quan đùng đùng nổi giận, hò hét quân lính tức tốc đuổi theo, nhưng không sao đuổi kịp vì Mã Lương đã nhanh tay vẽ cho mình một con tuấn mã phóng nước đại cao chạy xa bay khỏi làng. Vì không muốn để lộ khả năng của mình, Mã Lương đã chạy tới một ngôi làng xa rất xa. Vì không muốn những gì mình vẽ ra lại biến thành thật, nên các bức họa vẽ ra đều cố tình khuyết đi một thứ gì đó. Con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân. Một hôm, Mã Lương vẽ một con cò trắng. Trong lúc vẽ, cậu sơ ý để rơi một giọt mực vào mắt con cò. Thế là con cò từ trong tranh vỗ cánh bay ra. Tin tức về cậu bé có tài năng vẽ tranh thành thật nhanh chóng bay đi khắp mọi nơi. Thông tin đó cuối cùng cũng lọt vào tai tên hoàng đế tàn ác, chuyên bóc lột, ức hiếp dân lành. Mã Lương đã bị quân lính triều đình bắt và điều về hoàng cung, và bắt cậu bé phải vẽ ra tất cả những tham vọng của hắn. Vẽ cho ta một con rồng nhanh lên,
một con rồng thật uy dũng để ta cưỡi lên. To gan, ta bảo người vẽ rồng, sao lại vẽ thành tắc kè, muốn chết hả? Tên hoàng đế tức điên vì những thứ Mã Lương vẽ ra đều trái ngược với ý hắn. Không đạt được mục đích, hắn cướp lấy bút thần và giam Mã Lương vào ngục. Tên hoàng đế cướp được cây bút thần thì loay hoay vẽ một núi vàng, không ngờ lại thành ra một đống đá. Bay đâu, thả thằng Mã Lương và đưa nó đến đây, chỉ nó mới có thể làm ra phép màu từ cây bút này. Tên hoàng đế dùng những lời nịnh nọt hòng dụ dỗ cậu vẽ theo ý của hắn. Vì muốn lấy lại cây bút, Mã Lương đã giả vờ đồng ý. Hãy vẽ một cây có thể hái ra tiền vàng cho ta, sau đó ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng suốt đời. Mau lên vẽ đi, vẽ đi. Thế nhưng Mã Lương lại múa bút vẽ ra biển cả. Sau đó em mới vẽ ra một hòn đảo nhỏ, trên đó có cây hái ra tiền vàng. Mau vẽ cho ta một con thuyền để ta ra ngoài khơi hái vàng. Cho thần đi cùng với. Mau cho gió đẩy thuyền chạy đi Mã Lương. Gió to quá rồi, đừng cho gió thêm nữa. Đừng cho gió thêm nữa, nghe chưa tên Mã Lương kia. Nhưng Mã Lương vờ như không nghe thấy gì. Cậu không ngừng vẽ thêm gió to sóng lớn, làm lật úp cả con thuyền. Sau khi dùng tài năng và trí khôn của mình trừng trị được bè lũ gian ác, Mã Lương lại quay trở về dùng cây bút thần để giúp đỡ dân nghèo. Người mẹ thép. Chị Sáu, chị mau về nhà đi, ba mẹ đang giận lắm đó. Có chuyện gì, em nói rõ xem nào, ba mẹ giận ai, mà giận chuyện gì mới được chứ? Còn chuyện gì ngoài chuyện đó nữa, chị mau về giải thích với ba mẹ đi, chứ em thì hết cách rồi, vì bao che cho chị, mà suýt nữa em bị ba đánh cho một trận nên thân rồi đó. Thế là thế nào, nếu không phải nhà trường thông báo, thì con định giấu ba mẹ chuyện con tự ý nghỉ học tới bao giờ đây hả? Mau theo ba lên trường nhập học lại, ba không cho phép con được bỏ học giữa chừng. Tôi xin mình cứ bình tĩnh, có gì từ từ báo ban, khuyên can con. Chứ mình làm thế này, người trong nhìn ra, người ngoài nhìn vào không hay. Đến giờ phút này mà mình bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Bao nhiêu hy vọng, tự hào của gia đình này, của dòng họ này đều đặt hết vào nó. Vậy mà bây giờ nó làm như thế này thì khác gì bôi trò trát trấu vào mặt tôi với mình chứ hả? Tại sao ba cứ ép con phải làm cái điều mà con không thích vậy ạ? Với con, đi học ở trường của kẻ thù là sự xúc phạm dân tộc. Con vừa nói gì? Trời ơi, con có biết mình vừa nói cái gì không hả? Con bị điên rồi sao? Thưa ba mẹ, con cũng muốn được như anh Mười Bé, như bao người khác, được lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Không ai chấp nhận một nữ nhi ở chiến trường cả. Chà, chẳng phải hai bà Trưng hay bà Triệu cũng là những nữ tướng ngoài mặt trận ư? Bà không cần con trở thành nữ tướng. Nghe bà ở nhà học lấy một cái nghề, rồi khi nào Mười Bé về có vợ có chồng, bảo ban nhau làm ăn là ba mẹ mừng lắm rồi. Kìa ba, còn với anh Mười Bé đã có gì đâu mà ba. Hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, nếu không vì loạn lạc thì giờ này có khi ba mẹ có cháu bồng cháu bế rồi đấy. Thôi, không bàn luận gì thêm nữa, bà cấm là cấm. À! Thôi mình, tôi xin mình, các con cũng đã lớn rồi. Có lớn nhưng lại chẳng có khôn. Biết ở nơi mưa bơm bão đạn đó, một khi đã ra thì không mong ngày trở về rồi. Vậy mà chúng nó vẫn lao vào. Đây là cách mà chúng mày trả ơn ba mẹ có phải không hả? Đất nước đang lâm nguy, con nghĩ dù nam hay nữ, dù không biết ngày nào trở về, thì ai cũng phải có trách nhiệm với tổ quốc, thưa cha. Vậy trước hết, con hãy làm tròn trách nhiệm của một người con đi đã. Việc đó con còn làm chưa xong thì những chuyện khác có ý nghĩa gì chứ? Lô đâu? Dạ, ông cho gọi con ạ. Nhốt hai cô vào trong phòng và canh chừng cẩn thận cho ta. Ngoài lệnh của ta thì không được phép mở cho hai cô ra ngoài. Hay là mình để các con đi xung trận đi mình. Chứ cảnh nhà cứ như chiến trường, ba con hận thù nhau thế này, tôi chẳng sống yên một ngày nào.
Mình muốn đẩy con vào chỗ chết phải không? Mình nói gì vậy? Tôi nào muốn điều đó. Nhưng mình xem, các con có quyết tâm như vậy, hơn nữa cũng vì phụng sự đất nước, thì tôi nghĩ mình cũng nên ủng hộ các con. Nửa đời tôi với mình đã mang tiếng không sinh được đứa con trai nối dõi tông đường rồi. Bây giờ đến hai đứa con gái cũng không. Thôi đừng để ai nói ra nói vào nữa. Ý tôi thế nào cứ vậy mà làm. Cháu Sáu đâu rồi anh chị? Cháu nó đang đọc sách trong phòng. Mà đã có tin tức gì của cháu Mười Bé chưa chị? Hôm qua cháu Mười Bé gửi thư về, nhắn là đang đóng quân ở tiểu đoàn 401 rồi anh chị ạ. Cháu nó còn vừa được người ta giao giữ chức liên đội trưởng vì lập được chiến công lớn đó. Thế là quá tốt rồi. Thằng nhỏ nhanh nhẹn, thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn cho xem. Dạ, cháu nó cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe anh chị và... Phiền chị gửi lá thư này cho cháu Sáu giúp cháu Mười nhà em với ạ. Dù sao hai đứa cũng có hôn ước từ lâu mà ít được gặp nhau quá. Lô đâu? Dạ, ông cho gọi con. Hai cô đi đâu rồi? Thế này là thế nào hả? Cô Sáu kêu đau bụng, cô nhờ con đi mua thuốc. Con... Ông chủ tha tội cho con. Còn đứng đây nữa à? Khôn hồn đi tìm cô chủ về đây cho ta. Sáu! Sáu ơi! Em làm gì vậy hả? Ý chí của một người lính đâu rồi? Nhưng còn ba... Ba... Ngày hôm nay, nếu chúng mày chọn bước chân ra khỏi cái làng này thì ba sẽ chết tại đây. Con xin lỗi ba mẹ. Con biết ba mẹ sẽ trách giận chị em con nhiều lắm. Nhưng con xin ba hãy cho chúng con được một lần cầm súng bảo vệ tổ quốc. Bởi chúng con không thể đứng yên nhìn đất nước lâm nguy được. Thưa ba, ba tha lỗi cho chúng con nghe ba. Sao? Hai chị em con đi lần này phải cho thành danh. Nếu không đừng về, nghe không? Nà Mẫn, định lấy lòng em nào dưới bếp hay sao? Mà giữa trưa nắng nôi lại phơi mình ra bổ củi như vậy hả? Lính tráng gì mà yếu đuối thế? Liệu có đủ sức cầm súng đánh giặc không đây? Có hay không thì lúc ra ngoài chiến trường khắc rõ. Tôi đùa thôi, làm gì mà căng vậy? Thôi vào nghỉ ngơi đi, chiều lịch tập căng lắm đấy. Lần đầu tiên được ôm cây súng, nặng nhưng khoái thật. Nếu không cải trang nam thì đâu biết đàn ông họ có nhiều thú vui vậy. Thời tiết 30-35 độ thế này mà sao lúc nào ông cũng phải đóng cái bộ kia làm gì thế? Nóng bỏ sừ ra ấy chứ. Nhưng hở chỗ nào mũi nó sơi chỗ ấy, nên thôi cố một tí còn hơn, chứ không khéo sốt xuất huyết như chơi. 5 năm sau. Mời vào. Anh Mười. Sao? Có phải? Trời ơi, em. Chuyện này là sao? Anh Mười, đừng nói ai biết. Chuyện này dài lắm. Em đã giấu tất cả mọi người, giả trang để được xung trận. Để trở thành một người đàn ông, em phải giăng nắng cho da đen sậm, tập huyết sáo, tập đá banh. Còn khi tắm, em bơi qua sông, lặn một hơi, tìm chỗ kín đáo. Tắm xong thì bơi trở lại chỗ cũ, đùa giỡn với đồng đội. Rồi hành quân ban đêm, có bữa đi vài ba cây số, có khi đi mười mấy cây số cũng có. Đàn ông làm gì, em làm vậy. Cũng cực lắm, nhưng em chịu được hết. Trời ơi, con dâu tương lai của má Hồng đây sao? Thế còn hôn ước của chúng ta, em tính vào đây để chạy trốn đó hả? Anh đã tới tận đây thì em còn trốn bằng cách nào nữa? Chè bà ba cút dừa đây, bánh canh đặc biệt mừng cưới đôi trẻ đây. Chả mấy khi đơn vị ta có đám cưới, mà còn là đám cưới đặc biệt nhất lịch sử nữa. Mười lăm năm sau.
cô ấy đã chết rồi. Chiến tranh đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội của chúng ta phải chịu mất mát đau thương. Trời ơi, cô ấy đang mang bầu, gần tới ngày sinh rồi. Thật đáng thương. Nhưng hình như... Mau đưa tôi con dao. Em bé vẫn còn sống, phải mau chóng cứu bé ra ngoài. Trong thương đâu có niềm an ủi. Có lẽ đứa trẻ chính là món quà yêu thương mà ông trời bù đắp cho cuộc đời đầy mất mát của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.